Nghiên cứu mới tập trung vào việc tìm hiểu các mô hình di cư của các khu định cư bản địa ở châu Mỹ, sử dụng một phương pháp mới để chiết xuất các tế bào người được bảo quản tốt hơn. Và do đó DNA của con người nguyên vẹn hơn, từ hài cốt người được ướp xác. Điều này được thực hiện bằng cách kiểm tra và thu thập các mẫu từ xi măng cháy 2.000 năm tuổi từ đầu của xác ướp Argentina. Xi măng này là cách cháy và trứng cháy bám vào tóc của con người. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng xi măng hoạt động như một chất bảo quản cho các tế bào con người bị mắc kẹt bên trong, làm chậm mức độ phân hủy mà DNA trong tế bào phải đối mặt. Và do đó mở ra nhiều cơ hội cho các nhà khảo cổ học. Về cơ bản, khám phá này giống với việc khám phá ra các loài côn trùng được bảo quản bằng hổ phách từ thời đại khủng long. Nó chỉ là một chút tồi tệ hơn so với đá quý côn trùng. Nghiên cứu này đã làm sáng tỏ hiểu biết của chúng tôi về các đợt di chuyển và di cư dân số sớm ở Nam Mỹ thời kỳ tiền Colombo. Trước khi thực hiện phương pháp nghiên cứu mới này, DNA đã được chiết xuất để nghiên cứu đồng vị và di truyền bằng cách mài xương hoặc men răng để khai thác dữ liệu ẩn bên trong collagen. Mặc dù bạn có thể suy ra một số dữ liệu di truyền từ phương pháp này, nhưng nó hữu ích nhất cho việc nghiên cứu chế độ ăn uống và cơ địa. Các đồng vị carbon và nitrogen ẩn trong răng và xương của chúng ta tiết lộ chế độ ăn uống độc đáo của chúng ta, và đồng vị strontium tiết lộ nguồn nước duy nhất của chúng ta tiết lộ dữ liệu địa phương. Đồng vị oxy giữ chìa khóa để hiểu các khí hậu thời tiền sử. Đây không phải là phương pháp tốt nhất để tách chiết DNA vì DNA bị thoái hóa nhanh chóng sau khi một sinh vật chết. Nhưng phương pháp này vẫn mang lại dữ liệu di truyền quan trọng. Về mặt hiệu quả, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ phần trăm DNA của con người thu được từ xi măng mít tương đương với DNA của con người thu được từ răng, gấp 2 lần so với xương thú và gấp 4 lần so với bột. Máu của cháy trưởng thành trẻ hơn một thiên niên kỷ. Ngoài ra, xi măng không chỉ bảo tồn DNA của con người cổ đại mà còn lưu giữ DNA của môi trường cổ đại, vi khuẩn và virus có trên da hoặc được chuyển sang nó từ cháy giận. Việc phát hiện ra các tế bào được bảo tồn bởi cháy không chỉ giúp chúng ta tái tạo lại quá khứ của mình, mà còn giúp chúng ta không phá hủy. Phương pháp này không yêu cầu phải tiến hành tiêu hủy phần còn lại của con người, xương hoặc răng. Và do đó mang lại cơ hội lớn cho các nghiên cứu di truyền mới mà không làm tổn hại đến mẫu hoặc không có sẵn mẫu răng hoặc xương thích hợp. Đúng là như vậy. Nó chỉ hoạt động trong trường hợp xác ướp có tóc và cháy. DNA bắt đầu suy thoái gần như ngay lập tức sau khi một người chết. Do đó, các nhà cổ sinh vật học và di truyền học đã gặp khó khăn khi mang voi ma mút trở lại mặc dù họ đã phát hiện ra vô số xác ướp. Việc thiếu các tế bào nguyên vẹn làm cho việc nối các mã di truyền bị phân mảnh lại với nhau rất khó khăn. Mặc dù gần đây hơn voi ma mút đáng kể, đó là lý do tại sao khám phá này rất quan trọng. Bất kỳ cách nào để khai quật vật liệu di truyền và tế bào được bảo tồn từ hài cốt một cách không bị phá hủy sẽ làm tăng đáng kể hiểu biết của chúng ta về thế giới cổ đại. Dữ liệu thu hồi từ các xác ướp đã kể một câu chuyện rất thú vị. Chỉ có thời gian và nghiên cứu tiếp tục mới trả lời được. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!